ví dụ đây là nguyên liệu của trò chơi gặp nước, chuẩn bị trò chơi gặp nước. Trời biết bao đập đầu luôn. Nhìn đi là những cái bong bóng. Hai thằng sẽ đập bong bóng, thằng nào thắng sẽ được đập bong bóng cho người đó. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Tết là tôi anh Chí đập được 5 cái, anh tính đập thêm 2 cái. Chúc mừng anh Chí đã thắng cuộc thi này. Yeah.